Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Vinh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chứng nhận giá trị giao dịch thực tế xuyên suốt trên thị trường trong nhiều năm qua của cả quá trình dài phát triển. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng đây là những giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường thực tế để chia sẻ cho nhà đầu tư hiểu rõ. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị chứng minh bằng thực tế. Trade live trực tiếp cho nhà đầu tư xem xét và sâu full toàn bộ lịch sử trên thị trường. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Trên thị trường giao dịch Forex này, rất nhiều kẻ được gọi là á quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài không chịu vận dụng áp dụng vào trong thực tế mà chỉ là phân tích về xu hướng, đọc lệnh, đưa ra chiến lược, bán tín hiệu và cho nhà đầu tư lên kế hoạch trên thị trường mà gọi đó là giao dịch thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm trên thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi góc khuất và các vấn nạn trên thị trường, nhà đầu tư cũng nhìn nhận và đánh giá bản thân chính các bạn hãy đi chậm lại để hiểu rõ, đi chậm lại để đánh giá chứ không phải lao vào trong thị trường để rồi chính bản thân các bạn là người sẽ phải lĩnh chịu hậu quả khi mà những thằng chia sẻ cho bản thân các bạn chúng còn không vận dụng áp dụng được trên thị trường. Vậy thì làm sao mà nhà đầu tư ra ngoài có thể áp dụng vào trong thực tiễn trên thị trường? Mời nhà đầu tư theo dõi livestream này. Bao nhiêu đêm thức nó mới có được từng đấy cái video, bao nhiêu đêm mang ngủ chơi trợn mắt bạc và đầu lạnh, nó thật à? Chứ đâu phải tự dưng ra mà một cái phút mà có. Đó, anh ngồi mang ấy là đúng không, anh ngủ thức đêm thức hôm để vào anh chuẩn không? Mà vừa nãy anh cũng bảo anh em là mát, bài là chết không? Gãy cẳng với cả nó. Mà cuối là đoạn này này, nó còn cho lên kinh không? Đó, nó quét cho cây bài này. Mà tí nó lòi chỉ với thằng bài này. Là mấy thằng sell cho mấy thằng bài bạn đấy đang sung sướng. Cái đánh từ tài khoản nhỏ lên lớn khó. Khó lắm. Mà rất là khó. Tại vì vào ấy chỉ cần sơ sẩy phát là xong tài khoản. Tài khoản nhất tài khoản 20 đô. Còn không khả năng không dám đánh. Chứ đánh tài khoản 10 đô thì khó đánh. Chỉ đánh tài khoản lớn mình thì khối lượng mà mình chia khối lượng hợp lý. Nhưng mà đánh nhìn nó mình vẫn tự tin được. Cái đấy sai còn sửa, sai còn cứu được. Tài khoản nhỏ không thể cứu mà không có cách cứu. Cứu được sao nổi. Sai vẫn lệnh thế là toạch. 10 đô đi 0.02. Đi vài giá là đã thế này. Nên đánh 10 đô phải chọn điểm khó. Nhiều ngày đưa đi lên kinh. Vâng. Thầy nhìn theo nó đấy. Từ cái hôm nay, hôm mà nó sao về hôm nay, nó tốt phát hình tận đây, ngày nào nó cũng tăng. Một tuần rồi. Vâng. Từ hai nhỉ.
tăng lên đây. Em bắt ở đây, cây cây em hôm trước em bắt ở đây. Xuống lên đây em chốt, lên đây, nửa cây này. Nửa cây này nó ngắt lại, sợ nó xuống. Từ cái hôm mà thầy nói bài mấy đỉnh nhé, cái hôm mà thầy bắt ở đây này, hôm thứ hai thầy bắt ngay đáy đây. Là em bắt từ đây, đây em nhồi từ đỉnh này. Nhồi. Ba đỉnh, được 17 đô, được 4 đỉnh, đâu được gần 20 đô chứ. Xong rồi lên, nó lên đây, em bắt ở đây, nó tăng lên đây. Ba đi eo nãy cây này nó xuống đây kinh à, sang đây phát đâu cây này nó đạp này, nó sang cây này đạp xuống đây phát, nó nhấc phụt phụt, nó nằm trên đây gần cả tiếng, sau bắt đầu nó mới từ từ nó nằm cái này này, xong rồi nó bắt đầu từ từ xuống đây phát, nó nhấc lên đạp phụt phát xuống. Thầy bắt đúng điểm, bắt toàn trên đỉnh nhé. Cái đỉnh nhỏ ấy, thầy bắt đúng trên đỉnh luôn nhé. Tài khoản nhỏ nên là phải đánh siêu cẩn thận. Mai lại mất ngủ. Người chơi này tưởng sướng mà không sướng. Có người thấy không? Đi xa cực khổ. Đâu dọc thầy á. Thầy cứ muốn thích sông yên tĩnh. Thầy muốn chọn đi xa. Sướng rồi. Đi nhiều có phê. Nè. Đâu nhỉ? Sao mẹ mất cái cảm nhận? À đây. Nó khỏi chuyện gì hết, chuyện lên này vứt ở trên này 5 tỷ 3, lên đây mang mấy món đồ lên thế là xong. Ở quận mấy? Quận 10. Có mấy phòng? 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. 88 mét. Tính 88 mét chân. Nói chung nó rộng hơn căn cũ anh đang cho thuê, anh mua bao nhiêu tiền là văn phòng luôn. Căn cuối tuần về để ở. Căn nào về ở văn phòng? Căn đấy vừa để đi lại vừa ấy, và cuối tuần về đây ở. Em ngồi đánh với anh thấy có tâm lý không? Không hề tâm lý. Có nhiều lúc là anh chỉ bực. Giống như hôm qua anh bắt mắt cho toàn đỉnh hết đâu. Nhưng mà mày thấy tao kỹ năng tao trả lệnh lỗ kinh. Tao tự cắt hay là SL. Ở mấy người ta em đây người ta ngồi trực tiếp và ta tự xử lý. Nhiều khi mà như kiểu mình đặt SR ấy mà nó khi mà thị trường nó nhanh nó vẫn bị, khi mình đặt ở 72 đúng không, mà mình đặt 72 cắt thì nó có thể xuống 71 nó mới cắt, vì khi mà giá nó lao nhanh quá nó cắt không ấy được.
Rồi tiếp. Mấy con rời là thịt to. Đi được ngày hơi bị dài ngày này. Thầy đi nghe tính một mấy thầy mày. Đi ra ngoài Vinh, Nghệ An, chắc lại phải mấy bữa xong rồi đi Hà Nội. Đợt này mà đi lâu quá là tao không có đi kia, tao bay được vào trong này. Rồi, đánh tiếp. Đấy, cái kia. Về đợt này làm cái CPU mới. Xong rồi chạy về quê một chuyến. Về đâu? Về Đắk Lắk. Về đó làm gì nè? Đây công việc. Tưởng về thầy xây thử ở dưới kia để ở. Mai mình nghèo thì mẹ rồi. Tưởng thầy mình xây nhà ở dưới kia ở xong rồi buổi sáng chờ con đi học xa. Ở mỗi mỗi ngày sáng mở mắt ra là phải đi 8 tiếng xuống đây xong rồi chiều 8 tiếng. Đi không ngủ. Là có khi phải vậy em thấy. Chuyện chắc. Thôi thôi thôi. Mẹ giờ tổng cực cái chuyện mà con cái đi học. Là về bỏ mẹ hôm nay đi gặp đại gia buôn đất, đại gia buôn đất phải chuẩn bị chết. Mày thấy nhà nhà buôn bất động sản chuẩn bị xong à, thì bây giờ đó là cái xu thế mà thầy nó gọi là nó đang hot theo từng đợt vậy mà. Rồi vài bữa nữa không bán cướp luôn đừng buồn. Thôi thì mình đứng ngoài xem họ làm. Đánh người ta có sự tính toán hết rồi, người ta chấp nhận đánh như nào, SL như nào, người ta tính toán xong hết rồi. Trước khi người ta thả lệnh. Ngủ, ăn rồi. Chào anh em nha. Rồi, chúc anh em ngủ ngon.